biển nè đó. Nên nó trồng cái hàng dừa này nè. Đẹp ghê. Biển Mỹ Khê. Nó không cho mấy người đó, nó làm hành dừa. Nó làm hành dừa với lại nó làm cái hành lang các vị. Để cho vô trong đây bán. Múa lăng, múa lăng, múa lăng. Đoàn lăng sư rồng. Đoàn lăng sư rồng của Quảng Ngãi. Cái gì? Hả? Thế đi vào một vòng lên cầu của Lý chơi đi. Ừ. Ừ. Giờ này không có đi tắm biển được. Trước nó chưa trồng hàng dừa, còn quán xá còn ấy ngoài đó, giờ nó trồng. Hồi xưa quán nó muốn ngoài đó. Muốn ngoài đó làm lúa ngay cái hàng dừa này là mở quán từ trên dưới. Bây giờ nó không cho nữa. Đây trên đây còn quán nè. Cái đường vô. Thôi đứng ngoài xá. Đứng ở ngoài xá. Nó có đi tiện trước đó không hay là về là thay đổi hả? Giờ đường xá thì đẹp, chùa đồ. Ừ. Thank you.
viên ngay cái dây cầu đẹp thiệt. Đây đẹp ghê. Đẹp quá trời luôn. Ban đêm đi nó đẹp lắm. Để bắt đầu nhìn xuống dưới thấy cái đập. Thấy cái đập cái nơi nằm ở cái cây cầu. Này là không bao giờ mà ngập nước đó. Chứ hồi xưa mỗi lần ngập nước là phải đi học cấp 3 bên này là phải nghỉ. Nhìn cái đập này cái rồi xong bên đây ruộng xong. Bây giờ nó có cái chùa trên đó nữa kìa. Không chưa có đi ghé từ đó. Dạ. Không chưa có ghé từ đó. Chưa. Lâu mà về cái cỡ 4-5 năm về cái nó bận. Có lăn kẹt đường rồi.